Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 8. Khi Samuel đã già, thì lập các con trai mình làm quan xét cho Israel. Con đầu lòng tên là Joel, con thứ là Abia. Hai người đoán xét tại Beersheba. Nhưng hai con trai người chẳng noi theo gương người, siêu lòng tham của, nhậm lấy hối lộ và trái lệch sự công bình. Hết thảy những trưởng lão đều hiệp lại đến tìm Samuel tại Rama và nói rằng: Kìa, ông đã già yếu, còn các con trai ông lại chẳng noi theo gương của ông. Bây giờ, xin hãy lập trên chúng tôi một vua đặng đoán xét chúng tôi, y như các dân tộc khác đã có rồi. Các lời chúng nói rằng: Hãy ban cho chúng tôi một vua đặng đoán xét chúng tôi, chẳng đẹp ý Samuel. Samuel bèn cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán cùng Samuel rằng: Hãy nghe theo mọi lời dân sự nói cùng ngươi. Ấy chẳng phải chúng nó từ chối ngươi đâu, bèn là từ chối ta đó, hầu cho ta chẳng cai trị chúng nó nữa. Chúng nó đối ở cùng ngươi y như chúng nó đã thường làm từ khi ta đem chúng nó ra khỏi xứ Ai Cập cho đến ngày nay. Chúng nó đã lìa bỏ ta, đặng hầu việc các thần khác. Vậy bây giờ, hãy nghe theo lời chúng nó, song chớ quên báo cáo cho chúng nó cách nghiêm trang, và tỏ ra cho biết vua cai trị chúng nó đó sẽ đãi chúng nó ra làm sao. Samuel thuật lại mọi lời của Đức Giê-hô-va cho dân sự đã cầu xin Ngài một vua mà rằng: Này là cách của vua sẽ cai trị các ngươi. Người sẽ bắt con trai các ngươi đặng đánh xe mình, hoặc đặt vào quân kỵ để chạy trước xe của người. Người sẽ lập chúng nó làm trưởng ngàn người và trưởng 50 người, hoặc bắt chúng nó cai ruộng người, gặt mùa màng người, chế tạo binh khí người và đồ đạc của xe cộ người. Người sẽ bắt con gái các ngươi làm thợ chế dầu thơm, làm đầu bếp và thợ bánh mì. Người sẽ thâu vật tốt nhất của ruộng, vườn nho và cây olive của các ngươi đặng phát cho tôi tớ người. Người sẽ đánh thuế 1/10 về ngũ cốc và vườn nho các ngươi mà phân phát cho những quan hoạn và tôi tớ người. Người sẽ bắt những tôi trai, tớ gái, trai tráng hạng của các ngươi đến đổi bắt con lừa các ngươi mà dùng vào công việc người. Người sẽ đánh thuế 1/10 về những bầy chiên các ngươi, và các ngươi sẽ làm tôi mọi người. Bây giờ, các ngươi sẽ kêu la vì cớ vua mà các ngươi đã chọn, nhưng Đức Giê-hô-va không nghe các ngươi đâu. Dân sự chối không nghe lời của Samuel mà rằng: Không, phải có một vua trên chúng tôi. Chúng tôi muốn như các dân tộc khác. Vua chúng tôi sẽ đoán xét chúng tôi, đi trước đầu chúng tôi mà đánh giặc cho chúng tôi. Samuel nghe mọi lời của dân sự bèn thưa lại cùng Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va đáp cùng Samuel rằng: Hãy nghe theo tiếng chúng nó và ban cho chúng nó một vua. Bây giờ, Samuel bèn nói cùng các người Israel rằng: Các ngươi, ai nấy, hãy trở về thành mình. Chương 9. Bây giờ, có một người Benjamin tên là Kích, con trai Abien, cháu Sero, chắc Bekorat, chít Afiat, là con trai của một người Benjamin. Kích vốn một người dõng sĩ, có một con trai tên là Saul, còn trẻ và lịch sự. Trong dân Israel chẳng ai lịch sự bằng người, người cao hơn cả dân sự từ vai trở lên. Một ngày kia, những lừa cái của Kích cha Saul bị lạc. Kích nói cùng Saul con trai mình rằng:
hãy đem theo một tôi tớ đi tìm những lừa cái. Người đi khắp núi Ephraim, khắp xứ Shalisha mà không tìm được, lại trải qua xứ Salim, xứ Benjamin, song cũng không gặp. Đến trong xứ Sufer, Saul nói cùng tôi tớ theo mình rằng: "Này, chúng ta hãy trở về, kẻo cha ta đã đành mất lừa, lại lo cho chúng ta chăng?" Kẻ tôi tớ đáp cùng Saul rằng: "Hãy nghe, trong thành này có một người của Đức Chúa Trời, là người rất tôn trọng. Mọi sự người nói trước đều ứng nghiệm chẳng sai. Vậy, chúng ta hãy đi đến đó. Có lẽ người sẽ chỉ cho chúng ta con đường phải nương theo." Saul nói cùng kẻ tôi tớ mình rằng: "Phải, chúng ta hãy đi đó. Nhưng chúng ta phải lấy gì mà dâng cho người? Các bao chúng ta đều hết lương thực, và chúng ta chẳng còn một lễ vật nào để dâng cho người của Đức Chúa Trời. Chúng ta còn chi?" Kẻ tôi tớ tiếp rằng: "Tôi có trong mình một phần tư siếc lơ bạc. Tôi sẽ dâng bạc đó cho người của Đức Chúa Trời, rồi người sẽ chỉ đường cho chúng ta." Thuở xưa, trong Israel, hễ người ta đi cầu vấn Đức Chúa Trời, thì thường nói rằng: "Chúng ta hãy đi tìm người tiên kiến, vì người mà thiên hạ ngày nay gọi là tiên tri, ngày xưa gọi là người tiên kiến." Saul nói cùng kẻ tôi tớ rằng: "Người nói phải, chúng ta hãy đi." Hai người bèn đi đến thành người của Đức Chúa Trời ở. Khi hai người đi lên đường dốc về thành, thì gặp những con gái trẻ đi ra múc nước, bèn hỏi rằng: "Đấng tiên kiến có đây chăng?" Các con gái trẻ đáp rằng: "Có, kìa người ở đằng trước mặt ông. Nhưng hãy mau đi, vì ngày nay người đến thành, bởi bá tánh có việc tế lễ tại nơi cao." Khi vào thành, hai ông chắc sẽ gặp người trước khi chưa đi lên nơi cao đặng dự lễ. Bá tánh không ăn trước khi người đến, vì người phải chúc phước cho của lễ, xong rồi các người dự tiệc mới ăn. Vậy hãy đi lên, nội ngày nay hai ông chắc sẽ gặp người. Hai người đi lên thành. Khi vừa vào thành, bèn gặp Samuel đi ra đặng lên nơi cao. Vả ngày trước khi Saul đến, Đức Giê-hô-va đã tỏ ra cho Samuel mà rằng: "Ngày mai tại giờ này, ta sẽ sai một người ở xứ Benjamin đến cùng ngươi. Ngươi sẽ sức dầu cho người làm vua của dân Israel ta. Ngươi sẽ giải cứu dân ta khỏi tay dân Philistin, vì ta đã đoái xem dân ta, và tiếng của chúng đã thấu đến ta." Khi Samuel thấy Saul, Đức Giê-hô-va phán cùng người rằng: "Kìa là người mà ta đã bảo ngươi, ấy người sẽ quản trị dân ta." Saul đến gần Samuel tại cửa thành mà nói cùng người rằng: "Xin ông hãy chỉ cho tôi nhà của đấng tiên kiến." Samuel đáp cùng Saul rằng: "Ta là đấng tiên kiến đây. Hãy đi trước ta lên nơi cao. Ngày nay hai ngươi sẽ ăn bữa cùng ta. Đến mai ta sẽ tỏ cho ngươi mọi điều trong lòng ngươi, đoạn để ngươi đi. Còn những lừa cái mà ngươi đã mất 3 ngày nay, chớ lo lắng về chúng nó, vì đã kiếm được rồi. Vả lại, mọi vật quý trọng hơn hết trong Israel đã dành cho ai? Há chẳng phải cho ngươi và cho cả nhà của cha ngươi sao?" Saul đáp: "Tôi chỉ là một người Benjamin, là một chi phái nhỏ hơn hết trong Israel. Nhà tôi lại là hèn mọn hơn hết các nhà của chi phái Benjamin. Nhưng sao ông nói với tôi giọng như vậy?" Samuel dẫn Saul và kẻ tôi tớ người vào phòng, rồi mời ngồi chỗ thứ nhất trong các người dự tiệc, số chừng 30 người. Bây giờ Samuel nói cùng đầu bếp rằng: "Hãy bưng phần ta đã trao cho ngươi và ta đã dặn để riêng ra." Đầu bếp lấy chả vai và miếng bọc chung quanh đem dọn cho Saul. Samuel tiếp rằng: "Kìa, miếng đã để dành cho ngươi ở trước mặt ngươi. Hãy ăn đi,
từ khi ta định mời dân sự, ta đã giữ nó lại về tiệc này. Vậy trong ngày đó, Saul ăn bữa cùng Samuel. Đoạn, chúng đều xuống khỏi nơi cao, vào trong thành, còn Samuel trò chuyện cùng Saul trên mái nhà. Qua ngày sau, hai người dậy sớm. Khi hừng đông, Samuel gọi Saul trên mái nhà mà nói rằng, hãy đứng dậy, ta sẽ đưa ngươi đi. Saul đứng dậy, rồi Samuel và Saul cả hai đồng đi ra. Khi đến đầu thành, Samuel nói cùng Saul rằng, hãy truyền cho kẻ tôi tớ đi trước chúng ta. Kẻ tôi tớ bèn đi trước. Người tiếp rằng, bây giờ hãy dừng lại, để ta nói cho ngươi nghe lời của Đức Chúa Trời. Chương 14. Lúc ấy, Herod là vua chư hầu, nghe tiếng đồn Đức Chúa Giê-xu thì phán cùng bầy tôi rằng, đây là Giăng Báp-tít, người chết đi sống lại, nhưng đó mới làm được mấy phép lạ như vậy. Số là, bởi vì cớ Herodia, vợ Philip là em mình, nên vua Herod đã truyền bắt trói Giăng và bỏ tù. Vì Giăng có can vua rằng, vua không có phép được lấy người đó làm vợ. Vua muốn giết Giăng, song sợ dân chúng, vì họ đều tôn Giăng là đấng tiên tri. Vừa đến ngày ăn mừng sinh nhật vua Herod, con gái của Herodia nhảy múa ở giữa người dự đám. Vua lấy làm thích lắm, đến nỗi lấy lời thề mà hứa cho con gái ấy điều chi nàng muốn xin. Vậy nàng bị mẹ xúi dục bèn tâu rằng, xin lấy cái đầu Giăng Báp-tít để trên mâm mà cho tôi đây. Vua lấy làm buồn rầu, song vì đã thề lỡ rồi và có những người dự yến ở đó nên truyền cho nàng như lời. Vua bèn sai người chém Giăng trong ngục, rồi họ để đầu người trên mâm mà đem cho con gái ấy. Nàng bèn đem cho mẹ mình. Đoạn các môn đồ của Giăng đến lấy xác mà chôn, rồi đi báo tin cho Đức Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu vừa nghe tin ấy, liền bỏ đó xuống thuyền, đi tẻ ra nơi đồng vắng. Khi đoàn dân biết vậy thì từ các thành đi bộ mà theo Ngài. Ngài ở thuyền bước lên, thấy đoàn dân đông đúc, động lòng thương xót mà chữa cho kẻ bệnh được lành. Đến chiều tối, môn đồ tới gần Ngài mà thưa rằng, ở đây vắng vẻ và trời tối rồi, xin Thầy cho dân chúng về để họ đi vào các làng để mua đồ ăn. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, không cần họ phải đi, chính các ngươi hãy cho họ ăn. Môn đồ thưa rằng, chúng tôi có đây 5 cái bánh và 2 con cá mà thôi. Ngài phán rằng, hãy đem đây cho ta. Ngài bèn truyền cho chúng ngồi xuống trên cỏ, đoạn lấy 5 cái bánh và 2 con cá đó ngửa mặt lên trời mà tạ ơn, rồi bẻ bánh ra đưa cho môn đồ. Môn đồ phát cho dân chúng, ai nấy đều ăn no, còn bánh thừa lại thâu được đầy 12 giỏ. Số người ăn ước chừng 5,000, không kể đàn bà, con nít. Kế đó, Ngài liền hối môn đồ xuống thuyền, qua trước bờ bên kia, trong khi Ngài đang truyền cho dân chúng tan đi. Xong rồi Ngài lên núi để cầu nguyện riêng. Đến chiều tối, Ngài ở đó một mình. Bây giờ, thuyền đã ra giữa biển rồi, vì gió ngược nên bị sóng vỗ. Xong đến canh tư đêm ấy, Đức Chúa Giê-xu đi bộ trên mặt biển mà đến cùng môn đồ. Khi thấy Ngài đi bộ trên mặt biển thì môn đồ bối rối mà nói rằng, ấy là một con ma, rồi sợ hãi mà la lên. Nhưng Đức Chúa Giê-xu liền phán rằng, các ngươi hãy yên lòng, ấy là ta đây, đừng sợ. Phi-e-rơ bèn thưa rằng, lạy Chúa, nếu phải Chúa xin khiến tôi đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa. Ngài phán rằng, hãy lại đây. Phi-e-rơ ở trên thuyền bước xuống, đi bộ trên mặt nước mà đến cùng Đức Chúa Giê-xu. Xong khi thấy gió thổi thì Phi-e-rơ sợ hãi, hòng sụp xuống nước, bèn la lên rằng, Chúa ơi, xin cứu lấy tôi. Tức thì Đức Chúa Giê-xu giơ tay ra nắm lấy người mà nói rằng, hỡi người ít đức tin, sao ngươi hồ nghi làm vậy? Ngài cùng Phi-e-rơ lên thuyền rồi thì gió yên lặng. Các người trong thuyền bèn đến quỳ lại Ngài mà nói rằng, Thầy, thật là con Đức Chúa Trời.
khi qua biển rồi, Ngài và môn đồ đến xứ Genesaret. Người xứ đó nhận biết Ngài thì sai người báo tin cho khắp các miền xung quanh, và họ đem các kẻ bệnh đến cùng Ngài, xin chỉ cho rờ đến viền áo mà thôi. Vậy ai rờ đến cũng đều được lành bệnh cả. Chương 15. Bây giờ, có mấy người Pha-ri-si và mấy thầy thông giáo từ thành Giê-ru-sa-lem đến gần Đức Chúa Giê-su mà thưa rằng: Sao môn đồ thầy phạm lời truyền khẩu của người xưa vì họ không rửa tay trước khi ăn? Ngài đáp rằng: Còn các ngươi, sao cũng vì cớ lời truyền khẩu mình mà phạm điều răn của Đức Chúa Trời? Vì Đức Chúa Trời đã truyền điều răn này: Phải hiếu kính cha mẹ ngươi. Lại điều này: Ai mắng nhiếc cha mẹ thì phải chết. Nhưng các ngươi lại nói rằng: Ai nói cùng cha mẹ rằng những điều mà tôi có thể giúp cha mẹ đã dâng cho Đức Chúa Trời rồi, thì người ấy không cần phải hiếu kính cha mẹ. Như vậy, các ngươi đã vì lời truyền khẩu mình mà bỏ lời Đức Chúa Trời. Hỡi kẻ giả hình, Ê-sai đã nói tiên tri về các ngươi phải lắm mà rằng: Dân này lấy môi miếng thờ kính ta, nhưng lòng chúng nó xa ta lắm. Sự chúng nó thờ lại ta là vô ích, vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra. Đoạn, Ngài gọi đoàn dân đến mà phán rằng: Hãy nghe và hiểu. Chẳng phải điều chi vào miệng làm dơ dáy người, nhưng điều chi ở miệng ra, ấy mới là điều làm dơ dáy người vậy. Môn đồ bèn lại gần mà thưa rằng: Thầy có hay rằng người Pha-ri-si nghe lời thầy nói mà phiền giận chăng? Ngài đáp rằng: Cây nào mà cha ta trên trời không trồng thì phải nhổ đi. Hãy để vậy, đó là những kẻ mù làm người dẫn đưa. Nếu kẻ mù dẫn đưa kẻ mù thì cả hai sẽ cùng té xuống hố. Phi-e-rơ bèn cất tiếng thưa rằng: Xin thầy cắt nghĩa lời ví dụ ấy cho chúng tôi. Đức Chúa Giê-su hỏi rằng: Các ngươi cũng còn chưa hiểu biết sao? Các ngươi chưa hiểu vật gì vào miệng thì đi thẳng xuống bụng, rồi phải bỏ ra nơi kín sao? Song những điều bởi miệng mà ra là từ trong lòng, thì những điều đó làm dơ dáy người. Vì từ nơi lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối và lộng ngôn, ấy đó là những điều làm dơ dáy người. Song sự ăn mà không rửa tay chẳng làm dơ dáy người đâu. Đức Chúa Giê-xu đi từ đó vào bờ cõi thành Ti-rơ và thành Si-đôn. Sải có một người đàn bà xứ Ca-na-an từ xứ ấy đến mà kêu lên rằng: Lạy Chúa là con cháu vua David, xin thương xót tôi cùng. Con gái tôi mắc quỷ ám khốn cực lắm. Nhưng Ngài chẳng đáp một lời. Môn đồ bèn đến gần cố nài xin rằng: Xin thầy truyền cho đàn bà ấy về, vì người kêu vang ở đằng sau chúng ta. Ngài đáp rằng: Ta chịu sai đến đây chỉ vì các con chiên lạc mất của nhà Israel đó thôi. Xong người đàn bà lại gần, lại Ngài mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin Chúa giúp tôi cùng. Ngài đáp rằng: Không nên lấy bánh của con cái mà quăng cho chó con ăn. Người đàn bà lại thưa rằng: Lạy Chúa, thật như vậy. Song mấy con chó con ăn những miếng bánh vụn trên bàn chủ nó rớt xuống. Ngài bèn phán rằng: Hỡi đàn bà kia, ngươi có đức tin lớn, việc phải xảy ra theo ý ngươi muốn. Cũng một giờ đó, con gái người liền được lành. Đức Chúa Giê-xu từ đó đi đến gần biển Ga-li-lê, rồi lên trên núi mà ngồi. Bây giờ có đoàn dân rất đông đến gần Ngài, đem theo những kẻ què, đuôi, câm, tàn tật và nhiều kẻ đau khác để dưới chân Đức Chúa Giê-xu, thì Ngài chữa cho họ được lành. Vậy, chúng thấy kẻ câm được nói, kẻ tàn tật được khỏi, kẻ què được đi, kẻ đuôi được sáng, thì lấy làm lạ lắm, đều ngợi khen Đức Chúa Trời của dân Israel. Khi đó Đức Chúa Giê-xu gọi môn đồ đến mà phán rằng: Ta thương xót đoàn dân này, vì đã 3 ngày ở cùng ta, bây giờ không có chi ăn hết. Ta không muốn để họ nhịn đói mà về, e phải mệt lũi dọc đường chăng? Môn đồ thưa rằng: Ở nơi đồng vắng này, ta há dễ kiếm đâu đủ bánh đặng cho dân đông dường ấy ăn no nê sao?
Ngài phán hỏi môn đồ rằng: các ngươi có mấy cái bánh? Môn đồ thưa rằng: có 7 cái bánh cùng vài con cá. Ngài bèn biểu dân chúng ngồi xuống đất. Đoạn, Ngài lấy 7 cái bánh và cá, tạ ơn rồi, bẻ bánh ra đưa cho môn đồ. Môn đồ phân phát cho dân chúng. Ai nấy ăn no cả, còn bánh thừa lượm được 7 giỏ đầy. Số người ăn là 4,000, không kể đàn bà, con trẻ. Bây giờ Ngài cho đoàn dân về, rồi xuống thuyền mà qua bờ cõi xứ Magadan. Thi Thiên 72. Hỡi Đức Chúa Trời, xin ban cho vua sự xét đoán của Chúa và ban cho vương tử sự công bình của Ngài. Người sẽ đoán xét dân sự Chúa cách công bình, xử kẻ khốn cùng cách ngay thẳng. Nhưng vì công bình, các núi và gò nổng sẽ đem bình an đến cho dân sự. Người sẽ đoán xét kẻ khốn cùng của dân, cứu con cái người thiếu thốn và chà nát kẻ hà hiếp. Hễ mặt trời mặt trăng còn có bao lâu thì chúng nó kính sợ Chúa bấy lâu cho đến muôn đời. Vua sẽ giáng xuống như mưa trên cỏ mới phát, khác nào giọt của trận mưa tưới đất vậy. Trong ngày vua ấy, người công bình sẽ hưng thịnh, cũng sẽ có bình an dư dật cho đến chừng mặt trăng không còn. Người sẽ quản hạt từ biển này tới biển kia, từ sông cho đến cùng trái đất. Những người ở đồng vắng sẽ cúi lại trước mặt người, còn các kẻ thù nghịch người sẽ liếm bụi đất. Các vua Taresi và những cù lao sẽ cống thuế cho người. Vua Saba và vua Seba sẽ cống lễ cho người. Phải, hết thảy các vua ấy sẽ sấp mình xuống trước mặt người. Các nước sẽ phục sự người, vì người sẽ giải kẻ thiếu thốn khi nó kêu cầu và cứu người khốn cùng không có ai giúp đỡ. Người sẽ thương xót kẻ khốn cùng, người thiếu thốn và cứu linh hồn của người thiếu thốn. Người sẽ chuộc linh hồn họ khỏi sự hà hiếp và sự hung bạo, cũng sẽ xem huyết họ là quý báu. Người sẽ được sống và thiên hạ sẽ dâng vàng sa ba cho người. Người ta sẽ cầu nguyện cho người luôn luôn và hằng ngày chúc phước cho người. Sẽ có dư dật ngũ cốc trên đất và trên đỉnh các núi. Bông trái nó sẽ lào xào như li băng. Còn người ở thành thị sẽ hưng thạnh như cỏ của đất. Danh người sẽ còn mãi mãi. Hễ mặt trời còn đến chừng nào, danh người sẽ noi theo chừng nấy. Người ta sẽ nhân danh người mà chúc phước nhau. Các nước đều sẽ xưng người là có phước. Đáng ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của Israel. Chỉ một mình Ngài làm những sự lạ lùng. Đáng ngợi khen danh vinh hiển Ngài đến đời đời. Nguyện khắp trái đất được đầy sự vinh hiển của Ngài. Amen. Amen. Chung các bài cầu nguyện của David, con trai Isai. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con.
Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.